mình bấm mình bỏ những cái đợt hoa đang ra hoa như thế này nha cả nhà. Mến chào cả nhà. Hôm nay là đầu tháng 11 âm lịch thì trời se se lạnh. Cả nhà sẽ thấy những cây hoa giấy của mình bông rất là rực rỡ, rất là đẹp luôn nè cả nhà. Tất cả các dòng hoa giấy nè, hoa giấy Thái, hoa giấy ghép, hoa giấy Ấn Độ, đây là hoa giấy Ấn Độ nè cả nhà, đều hoa rất là nhiều luôn. Nên mình nếu mà mình để thì cây mình nó sẽ không có cho hoa ngày Tết, nên mình phải xử lý cây hoa để cây hoa ra đúng Tết nha cả nhà. Cây nó bung bông nhìn rất là thích luôn nè, bông to nhiều lắm cả nhà. Trời này là trời nắng sáng nè, ở đây là chỉ hứng nắng sáng, hoa rất là đẹp luôn. Đây nó đang bung bông nè, đều một cây hết đây. Ngoài bông chùm chùm to, còn hoa giấy cẩm thạch cũng vậy luôn. Đây thì khi mà mình đầu tháng 11 á, thì nếu mà cả nhà ở cái xứ lạnh quá thì mình nên cắt bỏ những cái ngày hôm nay là đầu tháng 11, mình nên cắt bỏ những cái nụ hoa như thế này. Ở quê mình thì hay gọi là cơi tàn cây hoa giấy, để chi để đến Tết cây mấy hoa nhiều đó mình cắt bỏ hết. Đây những cái nụ hoa gì thì mình nên cắt bỏ, ngắt hết cả nhà. Đây. Thì Tết mình cây mình nó mới nhiều hoa. Còn mình không có cắt sâu vô nữa nha, tại vì giờ mà cắt xả tàn thì đến Tết cái cây mình nó không có đẹp, hoa nó không có nhiều. Mình cắt xả tàn vào lúc ngày 15 tháng 10 âm lịch, ngày rằm á, rằm tháng 10 á cả nhà, thì mình cắt xả tàn sâu vô cho cây hoa giấy mình nó ra những tược non. Thì khi cây ra những tược non thì nó sẽ cho những cái hoa như thế này nè, nó rất là đẹp. Còn bây giờ thì nếu mà chỗ nào mà cả nhà ở xứ lạnh quá thì mình nên cắt bỏ những cái nhụy hoa như thế này hết, để đến Tết hoa nó mới nhiều. Còn mình ở miền Nam không khí thì nóng hơn, thì một tuần sau mình hãy xử lý những cái đợt hoa như thế này. Mình xử lý là mình chỉ cần không có cắt xả tàn nữa, mà mình chỉ cắt bấm đợt bấm hoa thôi cả nhà. Đây mình bấm những cái đợt hoa như thế này nè, đó mình bấm bỏ hết để cho cái cây mình Tết nó ra nhiều hoa, nó mới đẹp cả nhà. Kêu là cơi tàn thì mình bấm sâu vô gì nè, đó những cái đợt non. Đợt non thì nó đang ra hoa thì mình cũng bấm luôn. Đây nè cả nhà, những cái nụ hoa này giờ là những cái nụ hoa nó chi chít nè nha. Nhớ là ở miền Nam á, thì trời nóng hơn, thì một tuần nữa cả nhà hãy xử lý bấm đợt và mình tưới nước. Bây giờ mình cắt nước đi, đầu tháng mình cắt nước, hoặc một tuần sau mình cắt nước cũng được. Một tuần sau mình hãy xử lý cây hoa giấy của mình. Còn bây giờ thì trời mới đầu tháng 11 thôi. Nếu mà đúng ngày cắt nước á, ở trong miền Nam mình á, là ngày 8 tháng 11 cắt nước, cắt xiết nước. Còn ngày 15 tháng 11 âm lịch mình sẽ tưới nước lại, và 3 ngày sau thì mình bón phân cho những cái gốc cây hoa giấy của mình. Mình bón phân vô những cái gốc hoa như thế này thì mình bón cái dòng NPK 3 số 16, 16, 8, 30, 10, 10 và 20, 20, 15, đều cho cây, đều cho hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, hôm trước là mình mới cắt tỉa, bây giờ tất cả các dòng các đợt hoa giấy nè, nó đều cho hoa nè, nè nụ nè cả nhà. Đó. Một tuần nữa mình mới bắt đầu mình cắt nước và mình bấm những cái đợt này để đến Tết hoa nó nhiều. Chứ mình không bấm nước, không xiết nước, không bấm đợt thì những cái hoa này đến Tết nó sẽ không có nha. Nó có mà hoa nó nhỏ 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 chứ nó không có to cả nhà. Dòng hoa giấy Mỹ á, thì mình nó ra hoa sớm hơn là 40 ngày. Còn các dòng hoa khác như Ấn Độ nè, Thái nè thì 45 ngày, với thường với Thái đều 45 ngày hết. Hôm gài cái tổ chim nó làm nè cả nhà,
nó lạ hết biết luôn. Cái nhà nhìn này, nhìn này. Nó lạ lắm. Cái chim hút mật đó, nó lấy dây nhợ đâu mà nó làm rồi đó. Năm nào cũng vậy, gần Tết là nó về nó làm đó, để nó đẻ con. Đây, cây này thì là hoa giấy Ấn Độ mà hoa quá trời hoa luôn cả nhà. Cái này hoa chùm 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 luôn, trời se se lạnh là bắt đầu hoa bung rực rỡ hết. Trời nắng nóng lắm nên cái gốc cây của mình nó dễ khô lắm, nên ngày nào mình cũng tưới nước. Ở trên này mình nghĩ là cắt nước là 5 ngày được rồi, chứ mình mà cắt cắt nhiều hơn nữa cái cây mình chắc nó khô đét luôn quá cả nhà, khô giống như củi khô quá. Nên mình nhớ là cả nhà nhớ là mình xem coi mình để cái chậu hoa ở chỗ nào, chỗ nắng nhiều quá không có mái che thì mình cắt nước 5 ngày thôi, còn không thì mình cắt nhiều hơn. Còn cắt nước mà gặp mưa thì mình cắt thêm 1-2 ngày nữa cũng được, để cho cây nhiều hoa. Đây là những cái này là nó ra nụ chi chít hết trơn. Hôm trước mình bón phân 3 màu NPK, trộn 3 màu ở cả nhà, đạm, lân, kali. Mà cây mình nè, những cái nụ nè đều hết trơn. Nó bung, nó mới bung hôm trước một đợt lại này nè, rồi nó bung liên tiếp nữa. Mình trồng hoa giấy thì mình xuyên thêm giá thể hoa giấy, bón phân cho cây thì cây nó rất là tốt luôn, và cho hoa liên tục. Còn nếu mình chăm sóc cây hoa giấy á, mình không chăm sóc kỹ á, thì cây hoa giấy của mình nó sẽ không có hoa, nó cành không à, nhìn nó tội lắm. Mình phải cắt tỉa, đặc biệt là cắt tỉa, bón phân, thêm giá thể hoa giấy và tưới nước. Hàng ngày mình tưới một lần cho cây hoa giấy, vào buổi sáng cũng được, buổi chiều cũng được. Khô quá là cây nó cũng không cho hoa. Đây là mình cắt bỏ những cái này để mình giúp cho cái cây mình nó mau ra hoa hơn. Ở nếu mà cây mình thấy bông nhiều quá thì cứ ngày 15 cả nhà cắt hết đi, cắt hết, cắt hết. Mình chỉ cần bón phân thêm, khỏi cắt nước cũng được nữa. Bỏ hết. Hoa giấy là trồng là một tháng nó mới tàn hoa cả nhà, nó lâu lắm. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem, và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, may mắn, an lành, vạn sự như ý.